Rồi, xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh. Ngày hôm nay bên Tính vừa về một con xe rất là chất luôn chị. Đây là Xpander 2021, sản xuất 2021 nhưng mà đăng ký vào 2022, đi được 33.000. Nhưng mà chủ vừa đổi từ biển trắng sang biển vàng thôi. Cho nên con xe này gần như 90% nó là đi gia đình. Xe còn rất mới, 33.000 nhưng mà nội thất và ngoại thất cực kỳ mới luôn anh chị. Xe màu bạc nha, biển số Sài Gòn. Nếu anh chị chúng ta xem hết video này, cần hỗ trợ tư vấn gì thêm, cần báo giá mà bao gồm cả sang tên hoặc là hỗ trợ vay ngân hàng như thế nào đấy, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Tính nha. Rồi, xe này rất mới. À, xe này có nâng cấp cốp điện nè anh chị. Đây nè. Đây. Xe này là cốp điện nha, đã nâng cấp lên. Nó có cái nút ở đây nè. Rất mới. 33.000 nhưng mà rất là chất luôn anh chị. Hiện tại bên em đang bán với mức giá là 568 triệu đồng, sẽ hỗ trợ giảm một chút xíu lọc cho anh chị nữa. Anh chị có thể xem cái mặt ghế ha, cái độ phồng còn rất là tốt. Đấy, 33.000 còn cực kỳ mới. Bên em đang chuẩn bị mang qua để tiến hành kiểm tra 160 hạng mục và bảo dưỡng đó anh chị. Xe này anh đi 33.000 mà mới ghê anh. 33.000 nhưng mà mới chuyển sang biển vàng. Dạ. Trước đây vẫn đi gia đình. Nhưng mà nhìn mấy cái ghế đâu nó vẫn còn căng ghê á, đi kỹ ghê. Dạ. Đèn còn trong vắt, đi mới có 2 năm thì đèn chắc chắn là còn mới rồi. Có cam cặp lề. Cái này mới ốp thêm đồ chơi nè. Đây anh chị xem, xe 33.000, ghế cực kỳ mới. Chỗ này hơi nhăn chút xíu thôi, nhưng mà ghế cực kỳ mới luôn. Vô lăng cũng vậy, quá mới. Xe này rất hiếm đấy, 33.000 mà chủ đi giữ như thế này là rất hiếm. Đã lên màn hình Gotax nha anh chị. Đây, Xpander cái khe này nó rộng 10cm cho nên anh chị xem ốc ác rồi thoải mái nha. Bên em bán xe là cam kết là không lung đụng, không ngập nước, không tua km nha anh chị. Lịch sử thì bên em rõ ràng lắm. Bên em có cái bộ lịch sử 6 tờ giấy, bao gồm là kiểm tra 160 hạng mục và bảo dưỡng xe. Anh chị đến đây em sẽ show hết những cái chứng từ đấy cho anh chị xem. Giờ mang vô kiểm tra anh. Ok, anh cứ mang vô đi. Xong rồi anh ơi. Ok. Rồi cảm ơn anh chị nha. Anh chị cần hỗ trợ tư vấn gì đấy anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Tính. Cảm ơn anh chị rất nhiều.